chào cả nhà. Mọi người đã biết nấu món cơm măng này chưa? Nếu chưa biết thì vào bếp và bắt tay làm chung với Oli thôi nè. Cơm măng này vô cùng dễ làm và ăn cũng rất là ngon nữa. Và như cái tên đó chính là chúng ta cần phải có măng tươi, không thể thiếu được là măng tươi nha mọi người. Kế tiếp theo thì mọi người có gì thì dùng nấy nhé. Thực ra món cơm măng này là mình học theo của người Nhật, vì lúc trước mình có sống ở Hiroshima và có tham gia lớp học tiếng Nhật miễn phí, cho nên là ở đó có rất là nhiều giáo viên người Nhật hướng dẫn cho mình làm rất là nhiều món ăn. Đó, có món cơm măng này đó mọi người ạ. Ăn rất là ngon và cũng dễ làm nữa. Yên thì nhà mình đi đào măng trước đã nha mọi người. Nguy hiểm không vậy? Bây giờ là bóc vỏ đem về nha mọi người. Bóc vỏ này luôn chứ không đem về bóc vỏ à? Ừ, bóc đi, bóc sơ đi. Cái nào cho thì để vỏ lại, thì để cho nó được lâu á. Nếu mà tính cho ai đó thì để vỏ lại, còn mình thì mình bóc luôn. Măng này là không phải mình tự ý đi hái đâu nha mọi người. Mình có quen một cái cô giáo người Nhật, cô ấy làm trong cái hiệp hội bảo vệ măng tre, cho nên là cô ấy nhắn tin kêu vợ chồng mình lên đào chung á. Chứ mình tự ý đi đào, lỡ đào chúng rừng tư hữu thì bị cảnh sát mời lên ăn bánh uống trà là như con tê tê luôn á. Bây giờ mình phải xử lý luộc măng á mọi người. Ở bên này á, bên này người ta luộc măng là ta lột vỏ hoặc là để vỏ cũng được, sau đó đổ nước vô, xong rồi cho thêm mấy trái ớt cay vô và cho thêm một cái chén ha. Này gọi là cám gạo á mọi người, bỏ vô cho nó khử độc của măng, cho nó bớt cái vị đắng của măng nữa. Thì không biết ở Việt Nam thì mọi người khử độc măng như thế nào, còn bên Nhật này thì ta làm như vậy đó. Mình thả vô mấy trái ớt đông lạnh vô đây rồi mình luộc thôi. Mình luộc tầm 3 nước vậy đó, mình xả tầm 3 nước là như vậy là măng nó sẽ không còn đắng nữa. Sau đó mình sẽ bọc những cái phần mình không ăn nữa, mình bỏ vào trong tủ đông đá để khi cần thì mình đem ra mình nấu. Và cái măng nào mình muối chua thì mình sẽ không luộc. Mình sẽ cho vào đây một ít muối cho măng nó có chút vị nha mọi người. Tại vì là mình hái được nhiều măng cho nên là mình mới luộc nhiều như thế này. Còn nếu như mà mấy bạn mua siêu thị có 1-2 cây thì nó rất là đơn giản, chỉ luộc một xíu là xong, với lại là có thể ngâm với nước gạo cũng được nữa. Bây giờ thì mình sẽ dùng nửa củ cà rốt để mình sắc ra và mình làm màu cho nó đẹp á mọi người. Sắc sợi sợi ra xong sau đó là thái lựu ra nha mọi người. Và cái cà rốt này là mình chỉ để cho nó có màu đẹp cho nên cũng không cần là phải nhiều quá. Này á, mình không có tìm thấy cái nấm rơm giống như là ở Việt Nam mình, cho nên là mình mua cái nấm cục tròn tròn này là 100 yên nó được nhiêu đây á mọi người. Thì mình cũng thái lát ra để mình nấu chung. Nói chung là mọi người có thể dùng nấm đông cô cũng được. Nấm với cà rốt mình đều thái lát ra hết, để lát nữa mình sẽ trộn chung vô trong cơm mình nấu á mọi người. Mà mình thái xong nấm với lại cà rốt rồi á, thì bây giờ mình sẽ măng mình được rồi nè mọi người. Mình vớt măng ra, mình sẽ dùng một miếng thôi để mình nấu cơm măng, còn lại bao nhiêu thì mình sẽ để đông lạnh ăn dần dần. Giờ mình sẽ vớt ra hai khúc như thế này, là mỗi miếng như vậy là 1/4 của trái măng á mọi người. Rửa lại với nước lạnh cho nó là thật là sạch cái cám đi nha. Tại vì là cái cám lúc nãy mình luộc để khử thì bây giờ nó còn cám, mà lúc mà mình nấu cơm mình rửa không sạch là nó sẽ dính cái cám này vô cơm, này nó ăn nó sạp sạp, nó rất là khó ăn luôn á. Rửa sạch rồi thì mình thái lát mỏng mỏng ra. Mọi người canh theo cái lượng cơm của nhà mình nấu để mình trộn măng cho vừa nha. Tại vì là mình nấu là cái suất cơm của mình là chỉ có hai vợ chồng mình ăn thôi, cho nên là mình lấy nhiêu đó măng. Còn nếu như mà mình lấy nhiều quá mà cơm ít quá thì nó cũng không ngon. Cái món cơm măng này là mình biết sau khi mà mình đến Nhật á mọi người, chứ hồi ở Việt Nam thì mình cũng không ăn món này. Không biết là ở những nơi khác thì có nấu không thì mình không biết, nhưng mà cái này thì mình nấu theo cái nguyên liệu và cái gia vị của người Nhật, cho nên là cái vị nó ăn cũng hơi là khác khác so với lại những cái món cơm khác. Mình thấy khá là ngon cho nên là mình muốn review cho mọi người xem cái cách mà người Nhật người ta nấu cơm măng như thế nào. Bây giờ là mình đi vo gạo nha mọi người. Xong mình dùng cái nước vo gạo đó mình đổ vô cái măng tươi á, để mình ngâm, để mình muối chua. Tại vì măng tươi thì mình sẽ không luộc, khi mà luộc rồi muối nó sẽ không còn ngon nữa. Sau khi mà vo sạch gạo rồi thì các bạn đổ sạch nước đó đi, xong sau đó mình sẽ bắt đầu cái khâu mà thêm nước vô gạo để mà nấu cơm. Cái lúc mà thêm nước này mình sẽ bỏ ít nước hơn so với bình thường mình nấu. Mình ví dụ giống như là hôm nay mình nấu 2 lon gạo, bình thường mình sẽ bỏ là 2 cốc nước. Thì nếu như mà nấu với cơm măng thì mình chỉ cần bỏ là 1 cốc rưỡi hoặc là ít hơn 1 cốc rưỡi thôi. Bởi vì là lúc sau mình có nêm thêm là nước soju,
hay là còn gọi là nước tương Nhật á, và cái nước Mirin á, cho nên là nó bị dôi ra nước rất là nhiều. Nếu như mà mình đổ nước nhiều nữa là cơm nó sẽ bị nhão, nó sẽ không ngon. Mình sẽ cho vào đây một muỗng hạt nêm đầy. Cái tiếp đến thì mình sẽ cho những cái nấm và cà rốt lúc nãy mình đã sắc nhỏ trộn vào đây. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái măng mà lúc nãy mình sắc ra đó vào trong nồi. Và các bạn lưu ý là mình không có đảo đũa nha, mình cứ để nguyên như vậy và mình nấu thôi. Đó thì mình sẽ bỏ lên nồi cơm điện mình nấu. Thì không biết là nồi cơm điện của mọi người như thế nào, còn nồi cơm điện của mình thì mình sẽ chọn chế độ là nấu cơm bình thường á. Nồi cơm điện này nấu cơm bình thường tới 70 mấy phút lận. Hoặc là các bạn có thể chọn cái chế độ mà nấu cơm hỗn hợp á. Đó, 73 phút nữa mọi người thấy không. Bây giờ thì cơm nó đã chín rồi, nó bật đèn vàng rồi. Bây giờ mình mở nắp ra và mình đảo đều lên. Đó, nhìn màu cơm đẹp chưa mọi người ơi. Thì khi mà mình đảo đều lên như vậy thì mình sẽ nếm lại một lần nữa. Nếu như mà cảm thấy là nó lạc quá thì mình có thể cho thêm một xíu muối và một xíu hạt nêm nữa. Còn nếu vừa ăn rồi thì mình cứ để nhiên như vậy và mình ăn thôi nha mọi người. Chúc cho mọi người thành công với món cơm măng này nhé. Và đừng quên đăng ký, like, share để ủng hộ cho kênh của mình nha.